Vâng, xin kính chào các bác. Ngày hôm nay em Xuân Hùng lại vừa về một chiếc xe, đó là chiếc xe Hyundai i20. Với chiếc xe Hyundai i20 này thì em vừa mới về và quay lên cho các bác luôn. Chiếc này được sản xuất năm 2010, máy 1.4, máy như ASEAN luôn các bác nhé. Xe là xịn sò, máy móc chạy quá ok. Vâng, mời các bác xem kỹ chiếc xe này hơn nhé. Vâng, thưa các bác, chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng một chiếc Hyundai i20. Hyundai i20 thì cái dòng này là dòng hatchback và được trang bị rất là nhiều cái tính năng thôi nhé. Và con này đã có cửa nóc rồi. Một lát nữa em sẽ quay nội thất cho các bác xem được tính năng. Về chiếc xe này thì máy 1.4, máy như máy ASEAN luôn, chạy cực chất và nhập khẩu nguyên chiếc. Xe hatchback nhá. Sơn xi bóng loáng luôn và form dáng gần như còn nguyên zin. Là dàn núc 4 bánh, phanh ABS 4 bánh luôn ạ. Khá chất lượng đúng không nhé, một chiếc i20 đấy. Cái dòng i20 này nó sẽ cao cấp hơn i10 một chút, nhưng mà xe là khá chất lượng đấy. Các bác nhìn này, form dáng này, về form dáng rồi tất cả luôn, được biển Hà Nội luôn các bác nhé. Các bác có thể mua về sang tên hoặc là cứ để biển này đi cũng được, quá ok, quá đẹp. Một chiếc i20 2010, số tự động, máy 1.4, nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, thưa các bác, thì chỉ có 275 triệu đồng thôi. Các bác có thể mua được chiếc xe Zoty này khá là ok rồi, đẳng cấp rồi. Em quay một vòng xung quanh rồi em sẽ cho bác xem nội thất nhé. Đây, nội thất đây các bác này. Nội thất chiếc xe này cũng khá là ok, lịch lãm. Tất cả thì bao nguyên zin cho các bác nhé, không có mất một phân nào luôn. Đấy. Xe thì gương kính chỉnh điện gập điện này. Vô lăng tích hợp bàn phím túi khí này. Đấy, rồi gì? Số tự động này, điều hòa tự động này. Các bác nhá, điều hòa tự động. Cửa nóc đàng hoàng đầy đủ luôn. Đây, cửa nóc đây các bác nhá. Đấy, cửa nóc đàng hoàng đầy đủ. Xe thì nội thất khá là rộng rãi và sạch sẽ, không có bị ố mòn hoặc là gì cả. Rất đẹp luôn. Một chiếc Hyundai i20. Khá là lịch sự nhá. Vâng, thưa các bác, một chiếc xe này cũng khá là rẻ thôi, 275 triệu đồng. Các bác mua bên em vẫn có thể bớt hồ sơ này, bao hồ sơ và bớt cho các bác nữa được. Keo chỉ thì bao zin luôn, không mất một phần nào. Đây, la răng đúc 4 bánh và phanh ABS 4 bánh luôn. Lốp lãm còn khá đẹp. Cốp đằng sau đây ạ. Cốp sau khá rộng các bác nhé. Một chiếc i20 này, nó to hơn i10 một chút. Dòng nhập khẩu nguyên chiếc. Đây là lốp lãm này, dự phòng này. Đấy. Khung sườn thì không biết hàn mọt một cái gì luôn, tất cả nguyên zin hết nhé. Khá là đẹp. Về keo chỉ đây các bác này. Keo chỉ đây, quá ok luôn. Gần như là còn nguyên zin hết. Chất lượng. Về sơn xi thì rất là đẹp và form dáng cũng còn rất là nguyên. Bóng loáng luôn các bác nhé. Đây là cho cái cửa sau. Em quay thì chỉ chi tiết một chút thôi cho các bác xem thôi, còn các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này hoặc xem chiếc này thì hãy đến với em theo địa chỉ là 59 đường Ngân Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương nhé. 59 đường Ngân Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương thì các bác sẽ được chiêm ngưỡng những cái chiếc xe đẹp như thế này các bác nhé. Đây ạ, đây đằng trước đây ạ. Keo chỉ thì bao zin các bác rồi, không mất một phần nào luôn. Xe quá ok, về sẵn đi thôi, không phải làm gì đâu các nhé. Số tự động, máy 1.4, chạy khá là chất lượng và khỏe. Nó như máy ASEAN mà, cho nên chạy rất là khỏe và chất lượng luôn. Cửa lóc đầy đủ các nhé. Đây, đằng trước đây. Và em sẽ lật cái capo cho các bác xem này. Vừa em là sẵn rồi. Cho các bác xem về máy này. Vâng, thưa các bác, đây là máy chiếc ASEAN này, nó khá là đẹp và êm. Các bác nghe nó chỉ lách tách thôi, đúng máy ASEAN luôn, không khác thế nào. Đó, máy thì còn khá là đẹp, zin luôn.
và hai bên này không bị đâm đụng va chạm gì, kể cả cabo các bác nhé, các bác nhé, đẹp luôn ạ, đẹp luôn, không bị sao cả, chất lượng ạ. Vâng thưa các bác, thì một chiếc Hyundai i20 không xa lạ gì nữa rồi. Các bác đang có nhu cầu mua chiếc này thì liên hệ với em theo số hotline 0789 323 799. Các bác đang xem kênh thì cũng không quên bấm nút đăng ký kênh, rồi bấm nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất em đăng lên hàng ngày. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.